Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm thứ 3. Nói rõ về các nghiệp duyên của chúng sinh. Khi bấy giờ Phật mẫu là Maya phu nhân chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Bạch Thánh Giả, chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề vì gây nghiệp khác nhau phải chịu báo ứng khác nhau, sự ấy như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng đáp: Không những một nơi địa ngục tội báo khác nhau như thế, cho đến hàng nghìn vạn thế giới cùng các đất nước, nơi có địa ngục hoặc nơi không có địa ngục, nơi có đàn bà hoặc nơi không có đàn bà, nơi có Phật Pháp, cho đến cả bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật cũng đều như thế. Bà Maya phu nhân lại hỏi: Ý tôi muốn được nghe quả báo về tội cảm trong đường ác ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Bồ Tát Địa Tạng đáp: Thánh mẫu hãy nghe, tôi xin nói lượt qua. Phật mẫu bạch rằng: Xin thánh giả thuyết cho nghe. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Tên những tội báo ở cõi Nam Diêm Phù Đề là như thế nào? Nếu có chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, cho đến giết hại, thì phải đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sinh nào làm Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, không tôn trọng kinh Phật, phải đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho ra được. Nếu có chúng sinh nào chiếm lấn, làm hao tổn của nhà chùa, làm nhơ nhuốc phẩm hạnh tăng ni, hoặc ở ngay trong chùa mà túng tứ dâm dục, hoặc giết, hoặc hại, những bọn như vậy đều bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sanh nào giả bộ làm thầy tu mà lòng trái hẳn, tiêu phá của thường trụ, khinh bỉ lường gạt kẻ tại gia, làm trái giới luật Phật, gây thêm bao tội ác, thì những bọn như vậy đều bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Nếu có chúng sinh nào ăn trộm và ăn cắp của nhà chùa như tiền tài, thóc gạo, đồ ăn thức uống, quần áo cho đến bất cứ một thứ gì không cho cũng cứ lấy, thì bị đọa vào địa ngục vô gián, kể hàng nghìn vạn ức kiếp không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Bồ Tát Địa Tạng bạch rằng: Thưa Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào đã làm những tội như thế, ắt phải đọa vào năm địa ngục vô gián, cầu tạm ngớt chịu khổ một phút cũng không được. Phật mẫu lại hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Vì sao gọi là địa ngục vô gián? Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: Thưa Thánh Mẫu, nội các địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi cả. Những địa ngục lớn có 18 nơi, thứ nữa có 500, tên gọi đều khác nhau. Thứ nữa lại có 1.000, tên gọi cũng khác nhau. Ngục vô gián là cái ngục có thành toàn bằng sắt, cao 1 vạn dặm, chu vi hơn 8 vạn dặm. Trên mặt thành, lúc nào lửa cũng cháy ngùn ngụt không chỗ nào khuyết. Trong thành, các ngục đều nối liền nhau, mà tên thì khác nhau. Chỉ có một ngục gọi là vô gián, ngục ấy chu vi 1 vạn 8.000 dặm. Tường ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt. Ở trên, lửa cháy phun xuống, ở dưới lửa cháy bốc lên, rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau ở trên tường ngục, chạy khắp đông tây, vân vân. Trong ngục có cái giường biến hiện rộng hàng muôn dặm. Một người có tội thấy mình nằm chật cả giường, mà nghìn vạn người nằm cũng đều thấy nằm chật cả giường. Vì những nghiệp cảm nên chịu quả báo như thế. Lại còn những tội nhân phải chịu đủ những tội khổ như có 100.000 quỷ dạ xoa, cùng lũ quỷ ác răng nhọn như gươm, mắt sáng như chớp, móng tay bằng đồng, móc ruột sâu xé. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn, đâm vào mình người có tội, hoặc đâm vào mồm, vào mũi, vào bụng, vào lưng, tung lên trên không hoặc ném xuống giường, rồi lại đâm tiếp. Lại có giống chim cắt bằng sắt moi mắt người có tội, lại có giống rắn sắt quấn lên đầu người có tội, hoặc mình mẩy chân tay đều bị đóng đinh suốt xuống, lưỡi bị kéo ra để cày vào, lôi kéo đi lại, đổ nước đồng sôi vào miệng, sắt nung áp vào mình, chết đi sống lại có hàng vạn lần. Các nghiệp báo như thế trải hàng ức kiếp
không biết kỳ hẹn nào mà cầu cho thoát ra được. Đến khi thế giới này hoại, chuyển sang thế giới khác. Khi thế giới ấy lại hoại, thì lại chuyển sang thế giới phương khác. Thế giới phương ấy lại hoại nữa, thì lại lần lượt mà chuyển đi. Cho đến sau khi thế giới cũ lại thành lập, thì còn phải quay về chịu báo nữa. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế. Lại nữa, vì có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Một là ngày đêm chịu tội cho đến bao kiếp không hề gián đoạn, nên gọi là vô gián. Hai là một người nằm cũng chật, có nhiều người nằm cũng chật, nên gọi là vô gián. Ba là những độ hành tội như giáo, côn, chim sắt, rắn, chó sói, chó thường, cối xay, cối giả, cưa, đục, chẻ, xả, vạt dầu, lưới sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống bó đầu, sắt nóng dội vào mình, đói ăn viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm suốt đời kể số vạn vạn khổ sở, liền liền không hề gián đoạn, nên gọi là vô gián. Bốn là bất luận đàn ông, đàn bà, thổ mán mọi rợ, già trẻ sang hiền, hoặc thiên, long, quỷ, thần đã gây ra tội tất phải theo nghiệp mà chịu như nhau, cho nên gọi là vô gián. Năm là nếu phải đọa vào ngục ấy, từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, trong một ngày một đêm vạn lần chết đi sống lại, cầu xin tạm ngơi một phút cũng không được. Trừ ra khi nào nghiệp tiêu hết mới đầu thai, vì cứ liên miên như vậy nên gọi là vô gián. Bồ Tát Địa Tạng bạch Thánh Mẫu. Tôi mới nói lượt qua về địa ngục vô gián như thế. Nếu còn nói rộng thêm tên các khí cụ để hành tội và những sự khổ sở trong đó thì nói suốt một kiếp cũng không hết được. Ma Gia Phu Nhân nghe rồi, trong lòng áo não, chắp tay đính lễ mà lui. Ha ha ha,